giải đáp cái thắc mắc cho các bác, đó là các bác mà muốn dán phim cách nhiệt 3M chính hãng nhưng mà mình lại không có đủ tài chính đó, thì bên Akala bên em có một giải pháp cho các bác, đấy là giải pháp đó là cái phương pháp mic phim các bác nhá. Đó, thì mic phim là như thế nào, thì với lại những cái dòng xe thì kính lái là cái kính mà chịu ảnh hưởng nhiều nhất, thì thông thường các bác sẽ dán cho em là phim cách nhiệt 3M nhá. Đấy, 3M như bên em đang làm thì bên em sẽ làm gói cao cấp nhất của 3M, đấy là gói Crystal Ride. Thì gói phim này thì nó sẽ đảm bảo cho các bác và bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, thì kính lái các bác dán cho em 3M. Đấy, còn các kính còn lại các bác chọn cho em gói phim phổ thông thôi, nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt và chất lượng phim nha các bác nhé. Đấy, thì các bác cứ lựa chọn những cái cơ sở mà uy tín và chính hãng để các bác dán nhé. Đấy, thì ví dụ như chiếc CLA này, đấy, thì bác chủ có dán cách nhiệt ở đằng trước này là 3M này, đấy, ở đằng sau này là sử dụng toàn bộ là phim Necco của Hàn Quốc nha các bác nhá. Đây, đấy, em đo chỉ số phim cho các bác xem nhá. Đây là sau khi dán lên rồi, đấy, thì cách nhiệt nó sẽ là 99% này, 98-99% đúng không? Đấy, cản UV là 100%. Đó, bác chủ này có chia sẻ là lúc trước bác cũng dán 3M rồi. Đấy, bỏ phim 3M dán thì bên em sẽ bóc toàn bộ ra. Đấy, đây, đây các bác có thể thấy chữ 3M đúng không? Đấy, nhìn thấy cái chữ 3M to như này là thấy nghi nghi rồi các bác. Đấy, đây, đo chỉ số cho các bác xem nhá. Đấy, nên nhiều bác mà chưa nghiên cứu rõ về phim thì các bác có thể qua những cái cơ sở uy tín để mình dán để đảm bảo cho mình nhá. Mất tiền không bỏ phí tiền các bác nhá, không là các bác bỏ phí tiền đấy. Đấy, có 20% thì các bác dán cái này thì các bác chạy ngoài đường thì có khác gì là không dán phim đâu đúng không? Đấy, nó chỉ khác cái màu kính đi một tí thôi. Đấy, còn đây ví dụ kỹ thuật em đang cắt phim đây, em sẽ đo trực tiếp cái phim này cho các bác xem. Đấy, phim này của như gói của Hàn Quốc, Necco Hàn Quốc này bên em vẫn bảo hành cho các bác 10 năm nhá. Đấy, tương tự như 3M luôn. Đấy, nhưng mà nó là gói phổ thông nó sẽ rẻ hơn. Đấy, đảm bảo tiết kiệm chi phí cho các bác. Đấy, các bác nào mà muốn dòng phim phổ thông hoặc là trung cấp hoặc là cao cấp thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên, bên em có đầy đủ các dòng phim cho các bác lựa chọn. Đấy, và có những cái giải pháp để tiết kiệm chi phí cho các bác mà vẫn đảm bảo được cái chất lượng cho các bác sử dụng nhá. Đấy, thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhá.